Ok và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thành Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Play Together nhé. Và nếu như nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhé. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Hello. Rồi các bạn hãy tự nhiên bạn chào mình, nhưng mà mình đang chào anh em và bạn hãy chào mình luôn. 2,4k sao luôn ấy à. Ui, có quả xe siêu xe nhìn trông Ngọc Na. Rồi chúng ta sẽ làm gì bây giờ nhỉ? Bây giờ mình sẽ có một cái gói mới nha bạn. Mình đang muốn bốc quá. Đây, bao chủ đề đây. Đeo hộp bé khủng long thì anh em có thể xem quảng cáo miễn phí được. Đây có bộ bốc thăm Richo Din quần áo nhìn trông khá là xấu anh em, mà nó không được đẹp cho lắm, mà nó cũng không có xe, cũng không có cái gì ấy. Cái bộ này thật ra là mình cũng không quá thích lắm. Thật ra bộ này nó cũng không quá là xịn sò ấy. À, như có thể bốc thăm miễn phí được cái bộ ấy này anh em. Đó chính là bộ hộp bé khủng long này. Ồ. Trang phục bé khủng long xanh này, chân khủng long này. Ồ, cái này chính là ngon hơn là cái kia 180 game anh em ạ. Có lẽ mình không mua cái kia đâu. Có đắt quá. Thật sự rất là đắt. Mình sẽ để dành game để mình bao giờ có cái set nào khủng khủng ấy. Chắc là sắp có set khủng rồi thì mình sẽ mở nhá. Game này mình không nạp anh em ạ. Ở này đang hết tiền nên chúng ta tiết kiệm. Xem quảng cáo mỗi ngày được 5 lần. Mỗi ngày 5 lần anh em ạ. Và cùng xem là thử nhất đâu được set khủng long xanh thì sao. Ôi, ôi trứng rán là cái cùi nhất anh em. Trứng rán này với nồi ạ, trứng rán là cái cùi nhất rồi. Thế tôi đoán chắc chắn là trứng rán lại cùi nhất rồi. Trứng rán là 13 trong một khối một bao nhiêu 0,5% anh em ạ. 13 gần như là gọi là thấp nhất quả đất luôn anh em ơi. Không còn cái gì có thể thấp hơn được cái đây. nhìn nó ngáo thật sự, nó lại thật sự là ngáo ngơ. khá là khó chịu với cái quả trứng rán đấy. Rồi nhỡ đâu tỷ lệ có chỉ có 0,5% thôi, nhưng mà cái này thì cái cơ hội đạt được của anh em là sẽ nhiều hơn, bởi vì anh em mỗi ngày anh em mở 5 lần cơ. Ly cà phê này, cái tỷ lệ ly cà phê là ra là tầm khoảng 16% anh em ạ. Nó không phải là xịn, thật sự không phải là xịn. Oh. Cái game này là game gì đó mình được chơi đúng không? Game này quen lắm. Rồi, ta tắt cái này đi nha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chúng ta sẽ magica.io anh em ạ. Rồi. Khủng long. Tôm chiên ạ. Cái này ăn được không anh em? Tôm chiên là thức ăn ạ. Đây mấy cái này là thức ăn hết, chỉ có hai cái gọi là ngon nhất thôi. Tôm chiên thế mình sẽ thử cái món tôm chiên nhé. Mở hòm để hy vọng ra được cái set khủng long nhưng mà khó, thật sự là khó nhằn. Không dễ ra được cái set khủng long xanh. Đấy, nông dân thì chỉ có xem cái này thôi anh em. Không có tiền nạp thì chỉ có thế này thôi. Trước mình cũng nạp khoảng tầm bằng triệu vào nhưng mà thấy nó cũng hơi bị phí ấy. Cái game này chỉ nạp vào để đẹp thôi, thời trang thì trước nó đẹp mắt thôi chứ phí tiền lắm. Tôi chắc là không nên tiêu cái đấy. Theo mình quan điểm mình là anh em cứ đừng có chơi free không. Cứ chơi free cho tôi. Tôi còn một lần mở nữa anh em nhá. Chê. Thế được một cái cốc cà phê anh em ạ. Dĩ nhiên là nó chỉ được đến thế, không thể nào mà cao hơn được. Anh em cứ đòi hỏi free chỉ có tỷ lệ 0,5%, hai cái cộng vào là anh em sẽ được 1%, thế thôi. Hai cái vào cộng vào sẽ được tỷ lệ là 1%, nhẹ hoặc là nhẹ. Ok, sẵn sàng. Ok, chúng ta sẽ tắt nó đi nhá.
Rồi, đây là lần cuối cùng trong ngày hôm nay đấy. Ngày nào mình sẽ la xem 5 lần. Trứng rán á. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Ok, thôi đi 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 câu cá anh em ạ. Đây, có người có khủng long xanh gì này. Ui đẹp thế. Tìm nó ấm à. Wow. Đấy không phải con khủng long xanh không ta? Đúng rồi, chính xác là nó rồi anh em ơi. Không sai được. Đấy, nó có hai con khủng long nha anh em. Một dành cho nhà giàu và một khủng long cho nhà cho người nghèo. Khủng long vàng, bé khủng long. Với giá là 178, nếu anh em có tiền anh em có thể mua luôn. Thế thôi. Nhưng mà mình sẽ không mua cái gì cả, nó rất là đắt. 178.000 bằng bao nhiêu bữa ăn sáng anh em ơi. Ok, cảm ơn kìa. Rồi, đi câu cá anh em ơi. Bây giờ là bao nhiêu giờ đây? Bây giờ là 6:19 à? Phút thứ 20. Từ từ mình xem lại cái bảng hồi câu cá đã. Quên béo mất, thật sự là không nhớ. Đây rồi, bảng hồi câu rồi. 20 à? 20-35 là cá sấu móng dài anh em ơi. Đi câu cá sấu móng dài nào, lên đường. Mình rất thích cái bộ thỏ trắng này. Thật sự là mình rất là... Bộ... Chính xác là cái con khủng long, mình có con khủng long cưỡi nhưng mà nó xấu lắm. Nó không được đẹp như con này. Rồi. Đấy, nhà phát hành nên tặng cho chúng ta nhiều bộ hơn ha. Tặng có một bộ này nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Đây là bộ ấy này. Đây là cái set đồ... Set đồ gì nhỉ? Set đồ... tốc độ 5. Set đồ mới, set đồ Hawaii cũng xấu ạ. Cũng không đẹp nên mình cũng không mua nhá. Trời ơi. Cầu đồng thế. Má ơi. Vẫn là chỗ cũ anh em ạ. Đâu rồi? Cần câu huyền thoại của tôi đâu rồi? Let's. Câu nào? Câu nào, câu nào? Hy vọng sẽ ra cá to ha. Tớ đang hy vọng ra cá to đây. Chào phát. Câu hết anh em ạ, có gì câu hết rồi đấy. Lên. Lên 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 lên. Ui cá chém. Vậy. Việt Nam à. Việt Nam mà tên là tên Hàn Quốc à? Nghe khá là ảo nhỉ. Khá là ảo mà Canada ha. Tên khá là ảo mà Canada nhỉ. Cá sấu móng dài ơi, mình còn thiếu đúng con cá mào sấu móng dài ở trong cái khu vực này. Có con nào mình câu hết anh em nhé. Đây đây được cá vược, 82 đồng. Ok. Còn cá vược, con cá cái kích thước này sẽ là cá vược nhanh nhanh, câu tất. Câu tất những con gì nó trôi mặt nước anh em ạ. Úi xồi, cá vược 94. Có gì câu đấy thôi anh em. Câu hết. Không gọi là để dành bất kỳ cái gì cả nhá. Ui, khá to à. Bây giờ mình chat là mình sẽ bị mất cá, thế là mình câu đã. 3 lần ấy bóng. Rồi chúng ta sẽ dùng phải sửa cái cần này anh em, cũng sửa cái đắt tiền dã man. Đây mình sang tận bên, đây là server Hàn Quốc rồi vậy.
Đây là server Hàn Quốc để cho đỡ đông mình nhỉ. Server Việt Nam đông lắm mà hơi lag. Đây là còn đỡ hơn khá nhiều. Mình ở đây bờ hàng ngày làm nhiệm vụ câu cá các kiểu đà điểu, người chơi bời linh tinh, làm chơi các trò chơi mini game, mình câu một lúc rồi nó ra được thì ra mà chẳng ra được thì coi như là vui vẻ. Các bạn biết mình làm nhiều clip thì mình không có thời gian để mình đi câu ấy, hiểu không? Nên tôi chỉ dành ra câu một chút chút thôi, mà câu được thì câu, mà không được thì thôi. Ấy đứt dây. Đứt dây. Vãi đôi, sư cá. Có đúng nhỉ? 24 rồi đây. Con gấu đẹp thế. Chó này hiếm anh em ạ. Không đơn giản đâu. Không giản là có thể bắt được đâu nhá. À không giản là có thể nở là con chó hiếm đâu. Chó... À yeah, con chó bichon của mình nhỉ? Hình như con chó bichon của mình anh em ạ. Chưa cho nó ăn lên thì chắc nó to lên như vậy. Yeah. Cả da chân vương miện anh em ạ. Cứ trời tối cái lại có vẻ may mắn à. Câu phong thái đĩnh đạc là điềm đạm này. Mình thích cái cơ thể nó to béo anh em ạ. Và con này là một cái gì đó mình thích. Đêm có vẻ nhiều cá to hơn so với ban ngày ha. Nhờ lên luôn ạ. Ảo ma thật. Sao dạo này giờ được cá mực với cá da trơn nhỉ? Nhiều dã man. Ngồi câu tầm khoảng 20 phút là đẹp anh em. 15 đến 20 phút là đẹp à, ok. Một cái clip mà làm tầm khoảng tầm đấy là đẹp. Xem nào bạn ơi. Xem nào bạn có lên không bạn ơi. Bạn đây, lên bạn ơi. Cá chép, vãi nổi. Toàn cá chép. Nhưng mà được con cá vương miện cũng ngon rồi. Thế là chất rồi anh em. 20 đến 35 thời gian thực. Và ban đêm mình có cá sống giỏi. Bây giờ mới là ban đêm này. Anh em. Tin tôi đi. Lên. Lại vương miện. Lắm vương miện thế ta. Lắm vương miện lắm anh em ạ. Lắm vương miện thế nhỉ. Cả một đàn vương miện luôn. Đây rồi. Ok. Có khi phát đầu tiên lên luôn không? Lên luôn. Lên nào. Cá da trơn ạ. Ok. Toàn mình hôm nay mình câu vào ngày cá da trơn này. Hôm nay là ngày toàn là cá da trơn hay cái gì đấy? Mà cá bé thế. Cá bé thì cút nhá. Chim cút luôn. Chim cút luôn nha. Nào. 1 2 3 lên nào. Lên bờ. Úi cá hồi cầu vồng ạ. À. Úi cha được con đấy. Ôi câu kiếm tiền là làm giàu không khó ha. Đúng mà làm giàu không khó thật. Câu cá. Funny crawl. Cái gì vậy? Chưa thấy cái bóng năm nào nha, hôm nay đi cầu không thấy cái bóng năm nào luôn. Phải là tôi vừa câu được có mấy phút. Người ta câu đến hàng tiếng đồng hồ. Anh em mình không cần phải câu cả tiếng đồng hồ đâu, tại vì không có thời gian. Anh em hãy câu vài phút thôi. Mỗi ngày anh em làm 1 đến 2 clip cho tôi. Là kiểu gì cứ câu đi khung giờ anh em cần săn có gì anh em cứ câu đi câu lại khung giờ đấy là xong. Tối chắc ngồi câu thêm tí nhỉ. Vào đi
toàn cá bé. Nói chung có gì câu ơn đấy anh em ạ, cho vui chứ cứ bỏ qua thì có mà. Nhìn hơi dối nhỉ, phải nhìn hơi dối dối. Cho câu nên câu ở một chỗ thôi, đừng có di chuyển xa xa quá làm gì nhá. Hãy cứ câu một chỗ cho tùy, không cần nhiều. Vừa nói cùng đi cắm trại xong lên một con cá bóng khá to, nhưng mình nghĩ đây nó chỉ bóng 3 thôi, chưa phải to lắm. Bóng 4 to hơn gì. Lên cá lóc Trung Quốc, úi sổi ôi, bắt hết. Ui hôm nay toàn cá gần 200 đồng tiền nhỉ. Tôi câu gần được 15 phút, ôi câu gần 15 phút rồi anh em ạ. Rồi có lẽ là phải câu nốt lần này thôi, xong lên rồi nhá. Dừng tập lại tại đây thôi, thế thôi. Câu nó không may mắn thì chỉ chấp nhận đấy, đúng không? Ui lại được con vương miện kìa, chú này lắm vương miện thế. Hey bạn ơi, lên nào, tôi muốn câu một con ha. Để mình xem có cái cốt kiểu gì chia sẻ lại cho anh em nhé. Tối là tối thứ 7. Ui lại toàn cá vược. What sợ hợi luôn. Play together Việt Nam. Có cốt gì không à? Anh ơi hôm nay là có cốt gì không ạ? À? Mấy ngày nay chắc phải có cái cốt gì đó chứ nhỉ? Câu cá này khá thú anh em ạ, khá thú vị. Nó giống như game fishing loài, không khác gì. Cái câu nó đây. Chết rồi, tôi đang để nó. Để nó góc ở trên cao cho dễ nhìn anh em. Rồi, xem từ cái trang Play Together ha. Có một vài thông tin mới, có thú cưng mới, có nhiều thứ lắm, cá chiêm tinh. Hello thú cưng mới, có tầm khoảng 4 giờ trước, có thú cưng mới. Có mã đuổi qua, có mã. Đây anh em. Đây. Có mã đuổi quà mới nhá. He he. Mã đuổi quà mới dành cho anh em. Tháng 9. Mã quà là Happy Chu Xe Ốc. Rồi, tự nhiên tôi vào đây tôi nhìn tôi lơ vơ rồi kiếm được cái mã anh em ạ. Ảo thật. Ảo ma Canada thật. Vào đâu nhỉ? Vào cái điện thoại này, vào phần cài đặt này, nhập danh sách này. Happy Chu Xe Ốc. Quà là cái gì vậy? Quà là cái gì vậy? Bảo trì này. Bảo trì này. 2000 này. Trứng cao cấp này. 5000 tiền đấy à? Cái vé này hai phần thưởng. Ồ, trứng cao cấp có thiểu. Ồ. Ngon đấy, nhờ. Nhiều tiền đấy, nhiều tiền, nhiều game cũng như là khá là ok ha. Mình muốn thăm nhà người này nhưng mà không thăm được anh em. Muốn thăm nhà một số người nổi tiếng nhưng mà không làm được, nhưng mà mình có quà anh em. Thôi được cái gì đấy? Được vài thứ anh em. Về trang trí nhà, trứng cao cấp. Được trứng vàng anh em ơi. Được. Cứ tận đến 3 quả trứng cao cấp luôn anh em ạ. Về nhà ấp ok đấy nhỉ. Yeah. Hết giờ chưa? Chắc hết giờ rồi. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Hôm nay có cốt mới. Ngon.